Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Trở lại Thạch Thôn, điều mà Thạch Hậu cảm thấy đó là yên bình và gần gũi. Đáng tiếc là cậu đã trưởng thành, có con đường mà mình muốn đi. Cho nên, sau này gánh nặng bảo vệ Thạch Thôn sẽ phải để trên vai đám người bọn họ rồi. Ngay sau đó là trận tỉ thí của Thạch Hậu vào Mao Cầu. Mới đầu vào trận, Thạch Hậu đã bị đập cho xa bã, cậu tức giận tung ra bỏ thuật tấn công, vậy nhưng có vẻ không ăn thua. Nhìn thấy hai người bọn họ chiến đấu, Tần Di Ninh cũng bất ngờ. Đang yên đang lành, sao lại đánh nhau rồi? Có phải có hiểu lầm gì hay không? Nguyệt Thiên trấn an, bọn họ chỉ làm một trận cược thôi, cao thủ phần thắng bại, ra tay có chừng mực. Với thân hình khổng lồ của Mao Cầu, nó dễ dàng đầm nát ngọn núi rồi lao vào tấn công Thạch Hậu. Thạch Hậu định phản công, vậy nhưng bị ăn một đấm bay đi. Hành động dùng nhục thân chống đỡ công kích của Thạch Hậu khiến Nguyệt Thiên càng thêm kinh ngạc. Đúng là không tầm thường. Phải biết nhục thân của Chu Yếm cực mạnh, nhất là loại dị trùng kim sắc này. Ngay sau đó, Mao Cầu còn bồi thêm một gậy nữa. Thạch Hậu tiếp tục lấy thân mình chống đỡ, định so xem gậy của con khỉ kia cứng hơn hay thân xác của cậu cứng hơn. Vậy nhưng, Mao Cầu đã có một nước đi khá bất ngờ, đó là biến thành bộ dạng Thạch Hậu giống nhau như đúc, chẳng thể phân biệt nổi. Một người lên tiếng chỉ trích, cho rằng đối phương bên kia là Mao Cầu, cố gắng biến thành Thạch Hậu. Người còn lại thì điềm tĩnh, cho rằng ác nhân cáo trạng trước, chính nó mới là kẻ biến ra. Không ai chịu thừa nhận nên đành phải dùng vũ lực để xem kết quả. Tất cả tuyệt kỹ của Thạch Hậu đều bị Mao Cầu sao chép, nhưng bản sao thì làm sao lại mạnh hơn bản chính được. Chỉ sau vài lần ngăn cản thì nó đã bị ăn hành, bị đấm cho hộc máu, đa vệ còn cố diễn trò. Tần Di Ninh nhìn thấy Thạch Hậu bị thương liền lên tiếng yêu cầu dừng cuộc chiến đấu lại. Tên bị thương thấy vậy liền chạy tới gần Tần Di Ninh. Còn lấy ra bảo thuật của mình để chứng minh bản thân chính là Thạch Hậu. Nhưng ai cũng biết kẻ này là do Mao Cầu biến thành, chỉ có kẻ ra dạng mới chuột sợ, phải chứng minh bản thân sao cho giống nhất. Còn Thạch Hậu thực sự thì không cần làm điều đó. Cậu lên tiếng phanh phui, bày hai biến của Mao Cầu vốn có thể bắt chước bảo thuật của những người khác. Nói rồi, cậu cũng lấy ra bảo thuật của mình. Mao Cầu thấy phải liền dùng kế sách khác, cho rằng bảo thuật có thể biến ra, nhưng ký ức thì không thể. Nó nhắc lại ngày thành thần với Nguyệt Thiền. Tưởng đây là kế sách thông minh, vậy nhưng ai ngờ Thạch Hậu lại vặn vẹo lại khiến nó lộ sơ hở ngay lập tức. Rất nhanh sau đó, cậu cũng lao lên, tặng cho Mao Cầu một đấm vì cái tội dám ra dạng mình. Ăn xong chiêu đó, chân thân Mao Cầu cũng hiện ra, bộ dạng vô cùng tức giận. Nó nhanh chóng dùng phép biến hóa ra vô số phân thân của mình, cũng đều bộ dạng giống nhau. Vốn dĩ lấy một đánh một đã khó, bây giờ còn lấy nhiều đánh một. Nhưng mà Thạch Hậu lại cao tay hơn, trên người cậu có trung đồng, con mắt đó có thể nhìn thấu vạn vật, chứ đừng nói là mấy cái phần thần này. Cho nên, nhanh chóng tìm ra bản thể chân thần, biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Thạch Hậu nhanh chóng dùng côn bằng bảo thuật đập cho Mao Cầu một trận, sau đó tiến lại gần thường lượng. Ban nãy, nó đã được chứng kiến sức mạnh của côn bằng bảo thuật rồi đó. Cậu sẽ dùng côn bằng bảo thuật đổi lấy 72 biến hoàn chỉnh, không lỗi chút nào đâu. Tuy nhiên, Mao Cầu lại không can tâm. Nói cho rằng chú yếm bảo thuật của nó là bất truyền. Trước kia Thạch Hậu thừa dịp nó mất trí nhớ mà học lò một ít còn chưa tính. Thạch Hậu phản bác, ban nãy đã giao ước là nếu có thể đón được 3 chiêu thì nó phải truyền dạy, bây giờ đã qua vô số chiêu thức rồi, không thể lần lọng được. Như thế là làm một con khỉ không giữ chữ tín đó. Hơn nữa, cậu còn tặng kèm côn bằng bảo thuật. Mao Cầu vẫn không chịu, không phải là không dạy cho Thạch Hậu, nhưng thực sự là có tổ huấn, nó không muốn pha giới. Thạch Hậu nghe vậy liền tỏ vẻ không làm khó nó nữa, cũng mặc kệ nó có bằng lòng dạy chú yếm bảo thuật hay không. Nếu như nó muốn học côn bằng bảo thuật thì cậu sẽ dạy, thực lực nó càng mạnh thì cậu càng yên tâm quay về Thạch Quốc. Dù sao bản thân cũng là nhân hoàng Thạch Quốc, biết có đại kiếp sắp tới, nhất định phải quay về bảo vệ. Mao Cầu cho biết, dù sao cậu cũng đã học được một ít trong 72 biến, nó chỉ dạy thêm một ít cũng chẳng sao, cái này là có qua có lại, chắc cũng không tính là trái giới. Thạch Hậu vui mừng, như vậy quay lại Thạch Quốc cũng có thêm lực lượng để chống lại thương giới. Rất nhanh sau đó, Mao Cầu cũng nhảy lên lưng Thạch Hậu, chỉ điểm cho cậu về 72 phép biến hóa. Thạch Hậu lập tức vận dụng. Cậu cảm thấy nếu thì trên 72 biến này có thể trong phút chốc có được đặng tính và thần năng của mục tiêu biến hóa. Cảm giác còn mạnh hơn chân hoàng thuật không hoàn chỉnh, học được từ chỗ Nguyệt Thiên một chút. Thạch Hậu cũng học tập Mao Cầu biến thành người khác, mục tiêu mà cậu chọn chính là Nguyệt Thiên. Tưởng thế là vui, vậy nhưng vui mừng thì chỉ có riêng bản thân cậu, còn Nguyệt Thiên thì vô cùng tức giận. Nàng lập tức tung chiêu đánh cho Thạch Hậu hiện nguyên hình, sau đó còn tiếp tục truy đuổi cậu một trận. Cảm giác sắp phải rời đi khiến cho Thạch Hậu không thể không buồn. Tộc trưởng Gia Gia đi tới an ủi, bản thân cậu tự có con đường cần phải đi. Nên coi bọn họ là động lực để tiến lên, chứ không phải là chướng ngại.
Thạch Thôn ở bên trong đại hoàng trải qua bao nhiêu mưa gió đều cố gắng vượt qua, nên cậu cứ yên tâm, bọn lão ở đây luôn luôn chờ cậu quay về nhà. Qua ngày hôm sau, cũng đến lúc Thạch Hậu rời đi, trước khi quay về vẫn không quên nhắn nhủ phụ mẫu cùng mọi người. Cậu nhớ rằng Thạch Quốc có thần linh pháp trận, chỉ cần không phải cường giả thượng giới đích thân đến, sẽ không quá nguy hiểm. Chờ sau khi Liễu Thần rời đi, cần phải có người bảo vệ. Cậu muốn phụ mẫu thay mình bảo vệ mọi người. Tần Hậu và đám thiếu niên chủ động tiến lên trợ giúp, thuận tiện đi một chuyến mở mang kiến thức, bộ dạng ai nấy đều vô cùng chờ mong. Bây giờ Liễu Thần đã rời đi, Thạch Hậu cũng không rõ nàng ta đã đi đâu. Tiểu Tháp cho biết Liễu Thần từng nói trước khi đại chiến mở ra sẽ tới hoàng cung gặp mặt. Đám người Thạch Hậu nhanh chóng lên đường. Về phía Liễu Thần, nàng ta ra lệnh cho một con chim đi làm một chuyện gì đó. Rốt cuộc Liễu Thần đang ý định làm gì thì chúng ta vẫn chưa biết. Quay trở về Thạch Quốc, chưa bao lâu thì đại kiếp đã giáng lâm, Thạch Hậu và mọi người đã sẵn sàng cho cuộc chiến. Tiểu Tháp chủ động hiện thần, ngay sau đó bầu trời cũng xuất hiện dị tượng. Mây đen sấm sét nổi lên đùng đùng, xem bộ dạng thì dường như đám thượng giới đang muốn lật tung cả hoàng vực. Đằng sau đám mây đang cuồn cuộn đó là rất nhiều thân ảnh của cường giả. Cậu cảm thấy trận thế so với hai lần trước còn lớn hơn nhiều. Xem ra lần này, bọn chúng đã hoàn toàn không quan tâm tới hậu quả. Một tên cường giả nhanh chóng xuất thủ, đánh ra một bàn tay khổng lồ to lớn hơn cả hoàng cung Thạch Quốc. Nếu để nó đánh xuống thì Thạch Quốc e rằng sẽ bị san bằng. Thạch Hậu lập tức sử dụng thần linh pháp trận bảo vệ, nhưng uy lực của bàn tay đó là quá mạnh, nó dần dần khiến kết giới nứt vỡ. Cũng may trong lúc nguy cấp đó, Liễu Thần xuất hiện ngăn cản. Nàng ta khá là giận vì hành động lớn mật của bọn chúng. Thăm dò như thế đúng là chẳng kiêng dè chút nào. Chiêu thức của tên kia nhanh chóng bị hóa giải, nhưng bọn chúng đâu vì thế mà bỏ cuộc. Một tên hoàng kim cự nhân khổng lồ đi xuống, gã chào hỏi bằng cách vung búa tấn công xuống Thạch Quốc. Đáng tiếc là chưa kịp làm chuyện đó thì đã bị đánh cho tàn tác. Đúng lúc trận chiến đang cao trào thì tập phim đã hết. Liệu rằng phía sau còn có bao nhiêu cường giả sẽ hiện thần? Hãy cùng đón xem nhé! Video này tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!